Hello xin chào các bạn chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Honda Hồng Đức thì ngày hôm nay à, gần cuối tháng 7 này thì mẫu xe future nó đang có những cái biến động về giá và đặc biệt đó là nó sẽ có nhiều cái ưu đãi và khuyến mãi thì video này em sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái phiên bản màu sơn ghiên của Honda Việt Nam mình cung cấp cái thứ hai nữa sẽ cập nhật lại cái giá xe và tổng ưu đãi cho các bạn khi mình mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thì các bạn sẽ được nhận những cái ưu đãi và những cái giảm giá gì cũng như là quà tặng hay làm sao nha các bạn thì trước khi vào nội dung của video em xin phép được nhắc lại địa chỉ cửa hàng hết Honda Hồng Đức 10, địa chỉ ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì cửa hàng của An nằm ngay trên quốc lộ 1A các bạn, ngay chợ Châu Quýt luôn. Thì rất là dễ đi đến cửa hàng. Thì các bạn có thể là liên hệ với nhân viên, số điện thoại đã được để trên màn hình, có sử dụng Zalo à, tư vấn cho các bạn miễn phí cũng như là kết bạn Zalo để gửi định vị cho các bạn. Mình đến cửa hàng sẽ được nhanh chóng và dễ dàng để xem xe trực tiếp và mua xe nha các bạn. Thì à, nội dung video ngày hôm nay em mong muốn rằng à, với một cái giá được à, hỗ trợ như thế này Thì các bạn đang có dự định mua một chiếc xe future thì mình sẽ có để là quyết định mua trong cuối tháng 7 như thế này À, để mình nhận nhiều cái ưu đãi nhất có thể và đặc biệt thì giá xe đang có hỗ trợ rất là nhiều và giảm mạnh so với những tháng trước nha các bạn. Thì à, đầu tiên an sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phiên bản màu sơn. Thì à, nếu mà có bạn nào mình đã từng tìm hiểu rồi thì bỏ qua chăng phần này. Còn như bạn nào mình chưa có tìm hiểu thì mình sẽ được xem lại tổng hợp những cái phiên bản màu sơn à, chuẩn của Honda Việt Nam mình sản xuất nha các bạn. Thì ở đây à, xin an xin mời các bạn xem đầu tiên đó là phiên bản bánh cam thắng đĩa hiện tại bản này là bản tiêu chuẩn nha các bạn thì phiên bản bánh căm thắng đĩa này nó sẽ có một màu duy nhất thôi là màu xanh này thì uh, nó là phiên bản câm đĩa tiếp theo đó bản cao cấp á, thì các bạn sẽ được trang bị là ba màu à, chúng ta sẽ có là một cái màu xanh giống như bản tiêu chuẩn nè là màu xanh đen à, bản cao cấp thì mặt nạ của mình là màu đen nha các bạn à, mâm đĩa màu đỏ đen và màu trắng đen à, là ba màu của bản cao cấp nha các bạn và an xin mời các bạn vô khu vực phía uh, uh, bên đây thì chúng ta sẽ có phiên bản đặc biệt màu xanh xám à màu xanh xám nha các bạn. Thì các bạn thấy đó à, chúng ta bản đặc biệt á thì chúng ta sẽ có màu xanh xám và màu đen nhám thì bây giờ các bạn sẽ xem chi tiết là nó có cái gì mà à, đáng được cái sự quan tâm nhiều như thế này. Thì đầu tiên nói về cái phần động cơ thì xe số sở hữu cái khối động cơ 125 vô cùng là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu thì xe được Honda Việt Nam mình trang bị các công nghệ phun xăng điện tử máy 2 thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là 1.47 lít trên 100 km nha các bạn rất là tiết kiệm nhiên liệu thứ hai nữa một cái thiết kế vô cùng thanh lịch và thời trang à, với những cái à, à, với những cái công nghệ mà rất là được các bạn yêu thích cũng như là những cái tiện à, ích các bạn đầu tiên thì chúng ta thấy là xe sẽ được trang bị cái đèn pha led à một trong những cái điều mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm khi mà sử dụng một chiếc xe số khi mà sử dụng cái đèn led màu trắng các bạn thì mình sẽ có ánh sáng tốt hơn nè phản sáng chiếu rộng hơn và đặc biệt thì nhìn nó rất là sang đúng không ạ và future thì nó được một cái nữa đó là một cái hộp đựng đồ vô cùng là lớn luôn các bạn thì ở đây em sẽ mở cái yên cho các bạn xem nè với cái dung tích học đựng đồ rất là rộng luôn các bạn có thể là mình để rất là nhiều cái vật dụng cá nhân một cái mũ bảo hiểm cả đầu vẫn vừa nha các bạn tuy đó thì cái dung tích bình xăng 4 6 cũng rất là phù hợp cho các bạn di chuyển trên những cái cung đường mà mình có thể là mình đổ xăng mà chạy rất là lâu thì tiết kiệm nhiên liệu là một lợi thế mẫu mã đẹp nó là tăng thêm cái sự lựa chọn và đặc biệt là có nhiều cái hiệu năng cái tiện ích thì các bạn đã lựa chọn vào chiếc phù chờ đó là một trong những cái điểm nhấn mà an nghĩ rằng rất là nhiều các bạn đang quan tâm trong thời điểm này và lựa chọn yêu thích chiếc xe phu chờ thì các bạn cùng an xem lại cái khu vực kho xe tại cửa hàng honda hồng đức người đang có số lượng xe ra làm sao và đặc biệt màu sắc có đủ mà thì hiện tại an quay cho các bạn xem thì các bạn thấy đó là màu sắc phiên bản green đã đầy đủ hàng luôn các bạn và nó có số lượng để cho các bạn mình lựa chọn luôn nha đầy đủ nè và số lượng và đầy đủ luôn cho các bạn thì sau đây thì an xin phép được cập nhật cái phiếu mãi hiện tại khi mình mua xe trong thời điểm cuối tháng 7 này đầu tiên các bạn mua xe tại cửa hàng honda hồng đức 10 thì các bạn sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá là 500 trăm ngàn đồng để mình mua phụ kiện cho xe nha các bạn 500 trăm ngàn đồng để mình mua phụ kiện gắn ba ga nè gắn chống trộm định vị vân vân những cái dịch vụ phụ mà các bạn muốn gắn thì sẽ được hỗ trợ phiếu mua hàng 500 trăm ngàn đồng và đặc biệt sẽ hỗ trợ cho các bạn là giảm trực tiếp thêm 500.000 đồng à, giảm trực tiếp 500.000 đồng hỗ trợ phí đăng ký xe cho các bạn giảm trực tiếp luôn nha các bạn 500.000 đồng và kèm theo đó là gói quà tặng cũng trị giá 500.000 đồng bao gồm mũ bảo hiểm áo mưa xăng à, phiếu giảm giá phụ kiện 30 giảm 50 phí nhớt móc phá vân vân đó là cái gói quà tặng theo xe còn nếu như các bạn có những cái phiếu sinh nhật thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm thêm 500.000 đồng nữa à, phiếu chúc nhìn chúc mừng sinh nhật nha các bạn À, hiện tại thì giá xe cập nhật trong thời điểm cuối tháng 7 chỉ dao động từ 35 triệu thôi các bạn giá tùy theo phiên bản nha các bạn anh xin nhắc lại giá tùy theo phiên bản tùy theo màu sắc thì chỉ dao động từ 35 triệu thôi các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký 500.000 đồng gói quà tặng 500.000 đồng phiếu mua hàng 500.000 đồng còn đối với các bạn khách hàng đang là học sinh sinh viên đang học 12 đại học cao đẳng học nghề à, các bạn có thể là đứng tên là học sinh sinh viên hoặc là phụ huynh cha hoặc mẹ thì sẽ được giảm giá 500.000 đồng trên giá trị xe mới áp dụng cho chương trình học sinh sinh viên ưu đãi đặc quyền bên cửa hàng của An đang áp dụng cho đến tháng 10 và chứng từ chỉ cần đem theo thẻ học sinh sinh viên thôi các bạn rất là đơn giản hình thức tiền mặt hay trả góp thì bên cửa hàng An đều có hỗ trợ chương trình học sinh sinh viên cho các bạn luôn nha cứ yên tâm áp dụng song song cho các bạn À, thì chương trình học sinh sinh viên này mong muốn rằng hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh sinh viên sẽ có thêm một cái à, giảm bớt một cái chi phí khi mình mua xe để mình có thể là mình à, trang bị thêm à, những cái phương tiện cho mình đi học nha các bạn. Và An sẽ giới thiệu luôn cái chương trình trả góp cho các bạn, chương trình trả góp với gói lãi suất ưu đãi 0.79 nhận cả vẹt gốc, thời hạn góp lên đến là 2 năm, chỉ cần trả trước 20%, đem theo căn cước và điện thoại thôi nha các bạn chỉ cần đem theo căn cước và điện thoại thì an vừa chia sẻ cho các bạn giá xe chỉ dao động từ 35 triệu thì các bạn trả trước 20 phần thì đâu đó chỉ là 7 triệu thôi các bạn à, chuẩn bị 7 triệu thôi là được cái gói lãi suất cực kỳ ưu đãi 0.9 chưa được một chấm các bạn thứ hai nữa là các bạn sẽ được nhận luôn cả về cốc rất là hỗ trợ rất là nhiều cái chương trình gói góp này thì mong rằng nếu như các bạn đang có dự định mua xe với hình thức trả góp thì mình xem được cái video này, mình sẽ được hỗ trợ chương trình góp 0.79 như thế sẽ giúp cho các bạn có nhiều cái ưu đãi hơn và đặc biệt mình mua xe trả góp sẽ là lãi suất thấp nhất mà trong thời điểm hiện tại. À, và à, các bạn mà đang có dự định đổi xe thì các bạn có thể là tham gia chương trình thu cũ đổi mới luôn. Thì chương trình này các bạn sẽ được hỗ trợ với hai hình thức. Đầu tiên nếu như các bạn thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc là gói lãi suất góp ưu đãi như An vừa chia sẻ là gói 0.9 thì các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng khi mà các bạn có xe cũ mà các bạn đổi nha thì sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng thứ hai nữa nếu như mà các bạn muốn tham gia chương trình góp không lãi suất thông qua thu cũ đổi mới thì các bạn quay lại tối đa là 20 triệu thời hạn góp trong vòng là 12 tháng nha các bạn sẽ hỗ trợ góp không lãi thì xe cũ á, thì An cũng chia sẻ cho các bạn thêm một xíu thì hiện tại bên cửa hàng An nhằm hỗ trợ đa dạng hóa cho cái hình thức thu xe á, thì xe chính chủ hay không chính chủ đều có hỗ trợ thu À, chỉ cần đem theo cà vẹt xe gốc của xe nè và chiếc xe thôi là bên cửa hàng ngang sẽ đám định giá được cho các bạn rồi thì giá xe nó sẽ phù tùy thuộc vào cái loại xe à, tình trạng của xe chất lượng của xe còn bao nhiêu phần trăm cũng như là thời điểm mà các bạn định giá để đưa ra cho các bạn một cái giá phù hợp và ưu đãi nhất trong thời điểm hiện tại nha các bạn đó là chương trình thu cũ đổi mới à, đã được bên cửa hàng ngang đang hỗ trợ rất là nhiều khách hàng rồi thì đối với các em học sinh sinh viên á, thì xe 50 bên cửa hàng ngang vẫn có hỗ trợ thu lại nha các bạn À, xe 50 vẫn có hỗ trợ thu lại đầy đủ thì các bạn vừa xem đây là tất cả các phiên bản màu zin à, bánh căm thắng đĩa nè à, bánh mâm thắng đĩa và đầy đủ tất cả các màu thì ngoài những cái màu riêng cơ bản này ra thì bên cửa hàng ngang vẫn có những cái phiên bản độ sơn rất là đẹp luôn ạ thì các bạn cần quan tâm hãy liên hệ với nhân viên sẽ được gửi bộ sưu tập sơn độ qua để mình xem mình chiêm ngưỡng thêm nha các bạn thì video của an chuẩn bị kết thúc thì an xin nhắc lại giá xe hiện tại chỉ dao động từ 35 triệu thôi các bạn sẽ được hỗ trợ 500 trăm chương trình học sinh sinh viên tặng thêm một cái ba lô cao cấp nè à, thiếu sinh nhật thì được giảm thêm 500 000 đồng chương trình góp lãi suất ưu đãi 0.79 và đặc biệt thì các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới và giảm ngay trực tiếp là một triệu đồng cửa hàng Honda Hồng Đức 10 à, luôn luôn hỗ trợ cho khách hàng với những cái ưu đãi tốt nhất thì mong rằng các bạn sẽ liên hệ với những bạn nhân viên có số điện thoại trên màn hình trước để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn à, xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ạ